Anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách chiên khỏi dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi thăm đâu? Đức Vua sẽ đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi trong khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, đã dành sẵn cho tên ác quỷ và sứ thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi chẳng cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp được, ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, vị đứng đầu của giáo hội Công giáo chúng ta vẫn được gọi là Đức Giáo Hoàng. Có người đề nghị là không nên gọi là Đức Giáo Hoàng, phải gọi là Đức Giáo Chủ hay là Giáo Tông. Anh chị em thì thích gọi như thế nào? Chắc là không thích gọi là Giáo Tông rồi, bởi vì người miền Nam hay nói lái lại thành ra là giống tao. Nhưng mà Giáo Chủ thì làm sao? Sở dĩ người ta đề nghị là không nên gọi là Giáo Hoàng á, là bởi vì cái từ Giáo Hoàng nó gợi về hình ảnh vua chúa thời quân chủ. Và như vậy, nó diễn tả về giáo hội như là một cơ chế lỗi thời, không có thích hợp với con người ngày hôm nay nữa. Đang khi đó Đức Giáo Hoàng lại được gọi trong tiếng Latin là Servus Servorum, tôi tớ của những tôi tớ. Cho nên phải đổi. Tôi cũng không nghĩ là chúng ta cần phải đổi cái từ Đức Giáo Hoàng. Mình vẫn gọi vị đứng đầu giáo hội của mình là Đức Giáo Hoàng rất là trân trọng. Nhưng mà cái quan trọng
là mình ý thức nội dung của từ ngữ giáo hoàng hoặc là làm vua như thế nào. Và tương tự như vậy, ngày hôm nay khi ta cử hành lễ Chúa Kitô là vua đó, mình cũng cần phải ý thức lại cái nội dung của từ vua, rồi vương quốc, rồi vương quyền của vua Kitô như thế nào. Chứ nếu không thì người ta hiểu lầm đạo của mình mất. Và khi cùng đặt câu hỏi như thế đó, mà quay trở lại câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, anh chị em và tôi sẽ hết sức là ngỡ ngàng. Có một nhà chú giải đã đặt tên cho cái dụ ngôn mà chúng ta vẫn quen gọi là dụ ngôn ngày phán xét chung này này, bằng cái tên là dụ ngôn về những nỗi ngạc nhiên. Tại sao lại ngạc nhiên? Cái ngạc nhiên trước hết đó là ngạc nhiên về cái tiêu chuẩn mà ông vua ở đây dựa vào để đánh giá ai là người lành, ai là kẻ dữ, ai là dân của mình mà ai không thuộc về vương quốc của mình. Cái tiêu chuẩn mà vị vua ở đây dựa vào để đánh giá đó không phải là những gì mà người ta làm cho chính bản thân nhà vua, mà là những gì người ta làm cho đồng loại của họ kìa. Đặc biệt là những người nghèo khổ nhất, những người hèn mọn nhất. Nói một cách khác là bởi vì nhà vua đã tự đồng hóa chính mình với những người cùng khổ nhất. Đó là điều mà ta không gặp được ở đâu trong cuộc đời này, đặc biệt là nơi những người có chức có quyền, những người gọi là lãnh đạo. Không có căn cứ vào cái chuyện gì là người ta làm cho bản thân mình, mà là làm cho đồng loại. Và như thế, cái khuôn mặt của vua Kitô ở đây được thể hiện là khuôn mặt của một vị vua tình yêu. Tình yêu theo nghĩa tuyệt đối đó, tình yêu theo nghĩa là hoàn toàn cho đi, không nghĩ gì đến mình mà chỉ nghĩ đến dân của mình. Không đi tìm cái gì cho mình mà chỉ đi tìm hạnh phúc cho dân của mình. Vua Kitô là như vậy. Mà bởi vì cái tiêu chuẩn đánh giá của vua Kitô là như thế, cho nên cái điều ngỡ ngàng thứ hai đó là vương quốc của Ngài trở thành một vương quốc không biên giới. Khi người ta nói đến một vị vua thì người ta cũng nói đến vương quốc, tức là cái đất nước mà ông ấy cai trị. Và cái vương quyền, tức là thể hiện cái quyền bính của ông ấy. Nói đến biên giới ở đây, nó không chỉ là biên giới không gian của một đất nước, mà có khi còn phải hiểu nó là biên giới tinh thần. Chẳng hạn, những ai ở trong đạo Công giáo khác với những người trong Phật giáo, thí dụ thế, thì nó có một cái biên giới tinh thần. Thế nhưng mà đối với vua Kitô ở đây, thì cái vương quốc của Ngài lại là một vương quốc không biên giới. Tại sao nói như vậy? Là bởi vì đến cái ngày phán xét này, những người mà được gọi là có đạo không chừng lại bị vua Kitô mắng cho một trận. Ngày xưa ta đói mà ngươi không cho ăn, ta khát mà ngươi không cho uống, có đạo mà lại bị phạt. Còn cái ông mà không có đạo đó, không chừng lại được chúc phúc. Cho nên là ngỡ ngàng là lạy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn đâu. Cái biên giới ở đây không còn là một biên giới không gian của một đất nước, cũng không còn là biên giới tinh thần của đạo này với đạo nọ, mà có lẽ chỉ còn một thứ biên giới duy nhất là biên giới của tình yêu. Cho nên hết sức là ngỡ ngàng. Và nếu qua câu chuyện tin mừng này,
ta khám phá lại dung nhan của vua Kitô là như vậy. Thì thưa anh chị em, để sống cái ơn gọi là một người Kitô hữu đó, là một người thuộc về Chúa Kitô đó, mình phải đi cái con đường nào? Anh chị em có nhớ là lúc mà mình chịu phép rửa tội đó, sau khi linh mục đã đổ nước rửa tội rồi thì linh mục còn làm thêm cái gì nữa? Mặc cho cái áo trắng này, trở thành người mới mà, đưa cho một cây nến này, thắp sáng đức tin, rồi lại sức dầu nữa này. Thế thì sức dầu nghĩa là làm sao? Sức dầu có nghĩa là khi mình đã được rửa tội, đã trở thành Kitô hữu rồi, là mình được chia sẻ cái chức năng làm tư tế, làm tiên tri và làm vua của Chúa Kitô. Cho nên là mọi người ngồi trong nhà thờ này là vua hết, bởi vì chia sẻ cái chức năng làm vua của Chúa Kitô. Nhưng mà dĩ nhiên vua không phải theo nghĩa của thế gian, mà vua theo cái nghĩa mà chúng ta vừa nói, vua của tình yêu vị tha, vua của một vương quốc không biên giới. Mà nếu như thế thì trong cuộc sống của tất cả chúng ta ở đây đều được mời gọi để họa lại cái tâm tình, cái cung cách, cái lối sống của vua Kitô. Có thể là mỗi người một khác thôi. Linh mục chẳng hạn thì phải sống cái chức năng phục vụ đó đối với cộng đoàn mà Chúa giao cho mình. Còn hầu hết anh chị em ở đây là được mời gọi để sống ít tâm tình phục vụ yêu thương đó trong chính gia đình mình. Căn bản là gia đình. Anh chị em có thể nói với tôi và tưởng chuyện gì lớn lao, chứ còn cái chuyện gia đình thì vợ chồng thì cha mẹ với con cái thì yêu thương nhau, phục vụ nhau là cái điều đương nhiên. Thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà chưa chắc đâu. Mấy tuần vừa rồi khi đọc báo đó, tôi có để ý đến một bài phóng sự và sau đó là những ý kiến trao đổi về vấn đề. Cái bài phóng sự liên quan đến một tầng lớp ở trong giới trẻ, ở trong giới sinh viên, gọi là sinh viên quý tộc. Toàn những con ông cháu cha cả, tiêu xài mỗi ngày có khi một vài triệu. Còn những lúc mà bạc ti bạc tiếc thì có khi cả dăm bảy chục triệu một đêm cũng thoải mái. Dĩ nhiên là cả xã hội lên án. Thế nhưng mà tôi hơi ngỡ ngàng sau đó khi đọc một cái bài của chính một bạn tự xưng mình là sinh viên quý tộc, nói cái lý do làm sao mà họ sống một cái lối sống như vậy. Tôi mạn phép trích lại một vài đoạn. Bạn viết thế này: chúng tôi là ai? Chúng tôi là những đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Trước đây chúng tôi cũng có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi bố mẹ chúng tôi có thêm chức quyền. Chính họ đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi có rất nhiều tiền, nhưng ngoài ra không có một cái gì khác. Ước muốn được ăn một bữa cơm tối gia đình đối với các bạn khác là có thể, nhưng với chúng tôi là không thể. Làm sao mà bố mẹ chúng tôi có nhiều tiền thế? Xin nói thẳng, đó là tham nhũng và ăn phần trăm từ những dự án công trình lớn. Họ bàn bạc ngày ngày ở nhà qua điện thoại di động. Chúng tôi đều hiểu, và có lần hai anh em tôi đã dũng cảm nói chuyện với bố mẹ thì nhận được câu trả lời: chúng mày phải cho đi ăn mày mới biết lễ độ. Chúng tôi không phải những đứa ngu dốt, nhưng thật sự không còn niềm tin. Bố mẹ chỉ biết có tiền, ai cho tiền thì yêu quý,
ai giỏi trong công ty nhưng không cùng thuyền với mình thì tìm mọi cách dìm người ta cho đến chết. Đến bố mẹ chúng tôi không còn sự kính trọng thì hỏi chúng tôi còn phải kính trọng ai nữa. Vào được đại học thì thấy rằng rất nhiều thầy cô cũng đều là nô lệ của đồng tiền. Bao nhiêu bạn học dốt không đi học, nhưng đến nhà các thầy cô là xong hết. Vậy thì học để làm cái gì? Chúng tôi chơi một hội với nhau và chưa ra trường, chưa có bảng điểm, nhưng đều đã biết là sẽ làm ở cơ quan nào, vì đơn giản là bố mẹ chúng tôi sẽ lo điều đó. Một xã hội toàn sự giả dối. Người tốt thì bị trù dập, người giỏi thì không được làm đúng việc. Chúng tôi không nhìn thấy nhiều lắm ở cái tương lai của mình, thấy mình trước sau cũng như bố mẹ mình thôi. Vậy bây giờ không ăn chơi, không đập phá thì làm gì? Biết đâu có ngày bố mẹ vào tù, lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì. Vậy thì tranh thủ ngày nào hay ngày đấy. Không biết anh chị em nghĩ sao chứ tôi đọc cái này tôi hơi bị sốc. Một bức tranh quá ảm đạm về xã hội, về giáo dục, mà khởi đầu là gia đình. Có thể anh chị em bảo rằng cái thằng này nó chỉ có biện minh cho lối sống buông thả của nó thì có thể, nhưng mà có lẽ nó cũng phản ánh một phần nào những gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay chứ. Như ta thấy trên báo chí, như ta quan sát trong cuộc sống thực tế, nó cũng phản ánh một phần nào chứ. Và khi đọc cái tâm sự này đó thì tự thân tôi đặt ra cho mình một câu hỏi. Chắc chắn là các bậc cha mẹ này họ nghĩ là họ thương con lắm, cho nên là con muốn bao nhiêu tiền được hết. Nhưng có bao giờ các bậc cha mẹ đó nghĩ rằng họ cần phải thương con bằng cách dành thời gian để sống với con không? Có bao giờ các bậc cha mẹ này nghĩ rằng họ cần phải thương con bằng cách cống hiến cho con một mẫu gương về đời sống đạo đức của con người không? Mà bởi vì họ không thương con như thế, nhưng chỉ thương con theo kiểu cung cấp tiền, cho nên cả một cuộc đời lo lắng đi kiếm tiền cho mình và cho con cái, mà rồi ngoảnh lại thì gia đình tan nát hết, và con cái bị tàn phá không chỉ ở thân xác mà trong chính chiều sâu nhất của tâm hồn. Cho nên nói thì có vẻ là đơn giản, mà thực tế sống cái chức năng làm vua của Chúa Kitô ngay trong gia đình không phải là điều đơn giản. Và tôi hiểu được là lý do tại làm sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời ở trong cái năm quốc tế về gia đình. Có biết bao nhiêu đoạn phúc âm ngài có thể ngài lấy ra mà ngài dạy dỗ người ta, mà ngài lấy ngay cái dụ ngôn này để ngài nói về đời sống gia đình, để ngài giúp cho các bậc vợ chồng, các bậc cha mẹ cũng như con cái ý thức rằng một ngày nào đó ra trước mặt Chúa và Chúa sẽ nói với mình rằng: ngày xưa ta là một bà vợ đã lớn tuổi không còn nhan sắc, nhưng ngươi vẫn một lòng yêu thương san sẻ. Và ngày đó ngài cũng có thể nói rằng: ngày xưa ta là một thai nhi nằm trong dạ ngươi mà ngươi đã cố gắng giữ lại cho dù cuộc sống lầm than vất vả. Ngài lấy ngay cái dụ ngôn này để ngài áp dụng cho đời sống gia đình. Bây giờ tôi hiểu được nền tảng là ở chỗ này. Cho nên thưa anh chị em,
Hôm nay mà chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là vua, không phải chỉ của một nước mà là của cả thế giới, là của vũ trụ, thì cái chuyện đó là dễ thôi. Mình tuyên xưng đức tin là như thế. Nhưng mà cái khó là cái thể hiện này, thể hiện tinh thần của vua Kitô ngay trong cái cuộc sống đời thường, trong cuộc sống bé nhỏ của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn mình. Mà chỉ khi nào mình thể hiện như vậy thì cái tinh thần Kitô hữu mới thực sự là có thể nói được thấm nhập vào trong đời sống con người. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong ngày Chủ nhật cuối cùng của một năm phụng vụ. Và vào thời điểm cuối cùng của năm phụng vụ, Hội Thánh tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Đó cũng chính là cùng đích của lịch sử Hội Thánh, để vươn tới nước trời trong sự viên mãn của nước trời. Và để tất cả vũ trụ này, tất cả nhân loại này được đưa vào trong lòng vương quốc của Thiên Chúa, trong đó có mỗi chúng ta. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi thiếu sót của mình, xin Chúa tha thứ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác được thì hãy cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người rằng: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Còn ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Chúa nói như thế trong sách ngôn sứ Isaiah. Và thưa anh chị em, lời Chúa tuyệt đối chính xác. Nếu cứ ngừng lại ở lý trí con người mà suy xét, anh chị em và tôi sẽ không thể nào hiểu được. Mà hơn thế nữa, ta sẽ cảm thấy Thiên Chúa có cái vẻ gì đó rất nghịch lý và mâu thuẫn. Mà một trong những nghịch lý và mâu thuẫn lớn nhất chính là ngày lễ mà chúng ta cử hành hôm nay đây. Anh chị em và tôi quy tụ ở đây để tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là vua cả vũ trụ. Vậy mà trong ngày lễ hôm nay thì Hội Thánh lại công bố bài tin mừng về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Thì vua ở chỗ nào? Vua ở chỗ nào? Có nghịch lý không? Và cái nghịch lý đó, nó không phải là sự tưởng tượng, mà nó bắt nguồn từ thực tế của lịch sử.
Giây phút mà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được tuyên xưng là vua đó là giây phút nào? Anh chị em nhìn lên cái đỉnh thập giá có gắn cái bản án của Đức Giêsu đó, người Công giáo đọc hoài đó, in ri đó, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ai ở trong nhà thờ này giải thích cho tôi cái từ in ri là gì? Đó là cái từ viết tắt của những chữ này: Jesus Nazarenus Rex Israelis. Jesus Nazareth, vua dân Do Thái. Đấy, cái giây phút mà Đức Giêsu Kitô được tuyên xưng và được nhìn nhận là Jesus Nazareth, vua dân Do Thái, thì là cái giây phút Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, đầu gục xuống. Vua có mâu thuẫn không? Có nghịch lý không? Cho nên đúng là tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Mà Chúa muốn dùng những cái nghịch lý và mâu thuẫn như vậy đó để làm gì, nếu không phải là để giúp cho anh chị em và tôi hiểu Chúa Giêsu Kitô là vua theo nghĩa nào? Thiên Chúa là đấng vô hình. Khi con người chúng ta muốn nói về Thiên Chúa thì ta không có cái cách nào khác hơn là phải sử dụng ngôn ngữ và kinh nghiệm của con người để nói về đấng vô hình. Và vì thế, để diễn tả Thiên Chúa là đấng có quyền năng tuyệt đối thì chúng ta không có cách nào khác hơn diễn tả rằng Chúa là vua. Bởi vì vua là cao nhất trong một đất nước rồi. Vua là người nắm mọi quyền năng ở trong đất nước rồi. Cho nên trong cái ngôn ngữ và kinh nghiệm của nhân loại, mình phải dùng cái từ vua để mà diễn tả quyền năng Thiên Chúa. Nhưng khổ một nỗi, ở trong lịch sử của nhân loại thì biết bao nhiêu ông vua dùng cái quyền năng của mình để giết hại người vô tội. Biết bao nhiêu ông vua trong lịch sử của Việt Nam hoang dâm vô độ. Biết bao nhiêu ông vua trong lịch sử của Việt Nam phạm những tội ác tày đình. Vậy thì chúng ta dùng cái từ vua đó để diễn tả về Thiên Chúa của mình hay sao? Chính ở chỗ này mà ta mới hiểu được Chúa dùng cái nghịch lý và mâu thuẫn để giúp cho ta hiểu Thiên Chúa là đấng có quyền năng tuyệt đối, nhưng không phải đó là quyền năng để giết hại người vô tội, không phải đó là quyền năng để phạm đủ thứ tội lỗi, nhưng đó là quyền năng của chân lý và tình thương. Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai nghe tiếng sự thật thì cũng nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu Kitô là vua của sự thật. Rồi Ngài nói tiếp: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống cho bạn hữu của mình. Rồi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu là vua của tình yêu. Cho nên khi anh chị em và tôi tuyên xưng Chúa Kitô là vua đó, mình cần phải hiểu được cái nội dung của cái từ vua cũng như là của vương quốc. Đó là vương quốc của sự thật, vương quốc của tình thương, vương quốc của bình an và hoan lạc trong thánh thần, chứ không phải là thứ hoan lạc của thế gian, của xác thịt, của hưởng thụ, của tiền bạc. Suy nghĩ đó dẫn chúng ta đến thái độ của người gian phi trong câu chuyện tin mừng hôm nay.
một thái độ sám hối. Anh Giang Phi này, anh ta dạy chúng ta sống cái thái độ sám hối bằng hai bước. Bước thứ nhất đó, là khiêm tốn nhìn nhận mình sai. Anh ta nói với cái thằng bạn mà chịu đóng đinh chung đó, tại sao mày lại nguyền rủa ông Giê-xu? Chúng ta chịu đóng đinh như thế này là xứng đáng với tội chúng ta đã phạm. Tức là anh ta nhìn nhận mình có tội. Người Công giáo chúng ta cũng phải nhìn nhận mình có tội. Trong lịch sử của giáo hội chúng ta đã có những lúc ta nhân danh Chúa Kitô là vua để ta sử dụng bạo lực mà đàn áp người khác. Đấy là tội. Và trong cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta đã có những lúc mà anh chị em và tôi không hề biết gì đến chân lý và tình thương, nhưng mình sống gian dối và gian ác với nhau. Đó là tội. Mình phải khiêm tốn mà nhìn nhận. Và cái bước thứ hai là anh Giang Phi này, anh ta hướng nhìn về Chúa Giê-xu và thưa với Ngài: lạy Chúa Giê-xu, khi nào Ngài vào nước của Ngài, xin nhớ đến con. Anh ta dạy anh chị em và tôi cũng thầm thĩ mà tuyên xưng với Chúa như vậy: lạy Chúa Kitô, xin cho con được vào nước Chúa. Xin cho con được trở nên công dân trong vương quốc của sự thật và tình thương, vương quốc của bình an và hoan lạc trong thánh thần. Mà nếu chúng ta thầm thị cái lời cầu nguyện đó từ đáy lòng của mình, thì lời cầu nguyện đó sẽ trở nên ánh sáng hướng dẫn cách sống thường ngày của chúng ta, để thực sự mình là môn đệ của Chúa Giê-xu Kitô, vua vũ trụ. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện đó cộng đoàn chúng ta hôm nay gói ghém trong thánh lễ này dâng lên Chúa, và chúng ta tiếp tục thầm thĩ lời cầu nguyện đó trong suốt tuần lễ này. Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Chúa nói như thế trong sách ngôn sứ Isaiah. Và thưa anh chị em, lời Chúa tuyệt đối chính xác. Nếu cứ ngừng lại ở lý trí con người mà suy xét, anh chị em và tôi sẽ không thể nào hiểu được. Mà hơn thế nữa, ta sẽ cảm thấy Thiên Chúa có cái vẻ gì đó rất nghịch lý và mâu thuẫn. Mà một trong những nghịch lý và mâu thuẫn lớn nhất chính là ngày lễ mà chúng ta cử hành hôm nay đây. Anh chị em và tôi quy tụ ở đây để tuyên xưng Chúa Giê-xu Kitô là vua cả vũ trụ. Vậy mà trong ngày lễ hôm nay thì hội thánh lại công bố bài tin mừng về việc Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, thì vua ở chỗ nào? Vua ở chỗ nào? Có nghịch lý không? Và cái nghịch lý đó nó không phải là sự tưởng tượng, mà nó bắt nguồn từ thực tế của lịch sử. Cái giây phút mà Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta được tuyên xưng là vua đó, là giây phút nào? Anh chị em nhìn lên cái đỉnh thập giá có gắn cái bản án của Đức Giê-xu đó, người Công giáo đọc hoài đó, in ri đó, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ai ở trong nhà thờ này giải thích cho tôi cái từ in ri là gì? Đó là cái từ viết tắt của những chữ này: Jesus Nazarenus Rex Israelis. Jesus Nazareth, vua dân Do Thái. Đấy,
cái giây phút mà Đức Giêsu Kitô được tuyên xưng và được nhìn nhận là Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái, thì là cái giây phút Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, đầu gục xuống. Vua có mâu thuẫn không? Có nghịch lý không? Cho nên đúng là tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Mà Chúa muốn dùng những cái nghịch lý và mâu thuẫn như vậy đó để làm gì? Nếu không phải là để giúp cho anh chị em và tôi hiểu Chúa Giêsu Kitô là vua theo nghĩa nào? Thiên Chúa là đấng vô hình. Khi con người chúng ta muốn nói về Thiên Chúa thì ta không có cái cách nào khác hơn là phải sử dụng ngôn ngữ và kinh nghiệm của con người để nói về đấng vô hình. Và vì thế, để diễn tả Thiên Chúa là đấng có quyền năng tuyệt đối thì chúng ta không có cách nào khác hơn diễn tả rằng Chúa là vua. Bởi vì vua là cao nhất trong một đất nước rồi. Vua là người nắm mọi quyền năng ở trong đất nước rồi. Cho nên trong cái ngôn ngữ và kinh nghiệm của nhân loại, mình phải dùng cái từ vua để mà diễn tả quyền năng Thiên Chúa. Nhưng khổ một nỗi, ở trong lịch sử của nhân loại thì biết bao nhiêu ông vua dùng cái quyền năng của mình để giết hại người vô tội. Biết bao nhiêu ông vua trong lịch sử của Việt Nam hoang dâm vô độ. Biết bao nhiêu ông vua trong lịch sử của Việt Nam phạm những tội ác tày đình. Vậy thì chúng ta dùng cái từ vua đó để diễn tả về Thiên Chúa của mình hay sao? Chính ở chỗ này mà ta mới hiểu được Chúa dùng cái nghịch lý và mâu thuẫn để giúp cho ta hiểu Thiên Chúa là đấng có quyền năng tuyệt đối, nhưng không phải đó là quyền năng để giết hại người vô tội, không phải đó là quyền năng để phạm đủ thứ tội lỗi, nhưng đó là quyền năng của chân lý và tình thương. Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai nghe tiếng sự thật thì cũng nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu Kitô là vua của sự thật. Rồi Ngài nói tiếp, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống cho bạn hữu của mình. Rồi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu là vua của tình yêu. Cho nên khi anh chị em và tôi tuyên xưng Chúa Kitô là vua đó, mình cần phải hiểu được cái nội dung của cái từ vua cũng như là của vương quốc. Đó là vương quốc của sự thật, vương quốc của tình thương, vương quốc của bình an và hoan lạc trong thánh thần, chứ không phải là thứ hoan lạc của thế gian, của xác thịt, của hưởng thụ, của tiền bạc. Suy nghĩ đó dẫn chúng ta đến thái độ của người gian phi trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, một thái độ sám hối. Anh gian phi này, anh ta dạy chúng ta sống cái thái độ sám hối bằng hai bước. Bước thứ nhất đó, là khiêm tốn nhìn nhận mình sai. Anh ta nói với cái thằng bạn mà chịu đóng đinh chung đó, tại sao mày lại nguyền rủa ông Giêsu? Chúng ta chịu đóng đinh như thế này là xứng đáng với tội chúng ta đã phạm. Tức là anh ta nhìn nhận mình có tội. Người Công giáo chúng ta cũng phải nhìn nhận mình có tội. Trong lịch sử của giáo hội chúng ta đã có những lúc ta nhân danh Chúa Kitô là vua để ta sử dụng bạo lực mà đàn áp người khác. Đấy là tội.
Và trong cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta, đã có những lúc mà anh chị em và tôi không hề biết gì đến chân lý và tình thương, nhưng mình sống gian dối và gian ác với nhau, đó là tội. Mình phải khiêm tốn mà nhìn nhận. Và cái bước thứ hai là anh Gian Phi này, anh ta hướng nhìn về Chúa Giêsu và thưa với Ngài: lạy Chúa Giêsu, khi nào Ngài vào nước của Ngài, xin nhớ đến con. Anh ta dạy anh chị em và tôi cũng thầm thĩ mà tuyên xưng với Chúa như vậy: lạy Chúa Kitô, xin cho con được vào nước Chúa. Xin cho con được trở nên công dân trong vương quốc của sự thật và tình thương, vương quốc của bình an và hoan lạc trong thánh thần. Mà nếu chúng ta thầm thị cái lời cầu nguyện đó từ đáy lòng của mình, thì lời cầu nguyện đó sẽ trở nên ánh sáng hướng dẫn cách sống thường ngày của chúng ta, để thực sự mình là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện đó cộng đoàn chúng ta hôm nay gói ghém trong thánh lễ này dâng lên Chúa, và chúng ta tiếp tục thầm thĩ lời cầu nguyện đó trong suốt tuần lễ này. Khi ấy tổng trấn Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bước vào nhà thờ của giáo xứ Phú Thọ Hòa cũng như tất cả những nhà thờ Công giáo, chúng ta đều gặp ở trung tâm điểm của nhà thờ là cây thánh giá. Và ở đỉnh thánh giá có một dòng chữ, anh chị em có nhớ là chữ gì không? Thiếu nhi chúng con ngồi ở xa nhưng mà mắt tinh lắm, chúng con có thấy ở trên đầu thánh giá có chữ gì không con? Thấy không? Đọc to cha nghe coi nào. Đọc to nữa coi nào. In ri. Thế bây giờ có người ngoài Công giáo hỏi anh chị em: ở trên đỉnh cây thánh giá Chúa Giêsu của các ông các bà có chữ in ri, thì in ri nghĩa là làm sao? Nghĩa là làm sao? Vua dân Do Thái. Ít ra là cũng trả lời được như thế. Cái dòng chữ đó là viết tắt của những từ trong tiếng Latin: Jesus Nazarenus Rex Israelis. Jesus Nazareth, vua dân Israel, vua dân Do Thái. Thánh Gioan còn nói với chúng ta là dòng chữ đó được viết không chỉ bằng tiếng Latin mà còn bằng tiếng Do Thái và Hy Lạp. Và như vậy tất cả mọi người đều đọc được. Đó là bản án tử hình dành cho Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Và lúc ấy anh chị em nhớ lại một đoạn tin mừng của Thánh Gioan mà tôi chắc là không ai không biết.
Anh chị em có nhớ đến dấu lạ Chúa Giêsu làm cho bánh và cá hóa ra nhiều để nuôi 5.000, 10.000 người ăn không? Chắc chắn là nhớ. Nhớ thêm một điều nữa coi nào. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ vĩ đại như vậy thì người ta muốn làm gì? Muốn tôn Chúa làm vua. Trời ơi, có ông vua như thế này thì đỡ quá, đâu có phải đạp xích lô. Có ông vua như thế này thì hàng ngày đâu có phải đi làm. Cứ mỗi ngày ông làm phép lạ là thoải mái. Tôn Chúa Giêsu làm vua. Và lúc đây Chúa phản ứng thế nào? Chúa từ chối. Chúa lên núi một mình, cầu nguyện trong tĩnh lặng. Tại sao tôi nhắc anh chị em nhớ đến đoạn tin mừng đó? Khi người ta tôn vinh Chúa làm vua thì Chúa từ chối. Còn khi Chúa bị treo trên thập giá, một bản án dành cho những tội nhân nặng nề nhất, được liệt vào hàng rốt hết trong xã hội, thì người lại chấp nhận để cho họ đóng đinh bản án trên đầu người rằng vua dân Do Thái. Chúng ta phải nhớ lại điều đó để làm gì? Để có một cái nhìn và quan niệm đúng đắn về Chúa Giêsu Kitô là vua. Bởi vì trong tâm trí của anh chị em và tôi, cứ nghĩ đến hình ảnh một ông vua là chúng ta dễ nghĩ đến hình ảnh của quyền lực. Vua mà thét ra lửa, muốn giết đứa nào là giết. Nghĩ đến một ông vua là chúng ta nghĩ đến sự hưởng thụ của đời sống xa hoa. Vua thì thiếu cái gì đâu, muốn cái gì cũng có hết. Mà nếu cứ hình ảnh vua như thế để nghĩ về Chúa Giêsu của mình thì tôi sợ là lạc đạo rồi. Không đúng đâu. Vua của chúng ta là một vị vua bị đóng đinh trên thập giá. Điều đó muốn nói đến cái gì? Chúa Giêsu đã trả lời với Phi-la-tô rằng: tôi đến thế gian là để làm chứng cho sự thật. Cái sự thật lớn nhất mà Chúa Giêsu loan báo và làm chứng đó là Thiên Chúa là tình yêu. Và là tình yêu đi cho đến tận cùng. Và Chúa Giêsu làm chứng cho sự thật tối cao đó, không phải bằng lời nói mà bằng sự hiến dâng mạng sống của Ngài trên thánh giá. Một tình yêu đi cho đến tận cùng. Vua Giêsu Kitô là vua của tình yêu. Cho nên nơi nào có bóng dáng tình yêu ngự trị, nơi đó vua Giêsu Kitô đang thống trị. Nơi nào có ghen ghét và hận thù thì ở đấy không có sự hiện diện của vua Giêsu. Nếu chúng ta hiểu ý nghĩa, nội dung của tước hiệu vua mà chúng ta tôn vinh nơi Chúa Kitô như thế, thì thưa anh chị em, một cộng đoàn giáo xứ nhận Chúa Kitô vua làm bổn mạng của mình phải là một cộng đoàn chan chứa yêu thương. Bởi vì như vậy thì mới đúng nghĩa. Phải là một cộng đoàn chan chứa yêu thương. Và tôi tin rằng ông bà anh chị em trong giáo xứ Phú Thọ Hòa đã nỗ lực hết sức để sống tình yêu thương hiệp nhất với nhau. Tôi khen nhà sinh hoạt của anh chị em không phải là vì cái nhà đó nó to, cho dù là nó to thật. Nhưng mà tôi khen là bởi vì tôi tin rằng để có thể làm được ngôi nhà như thế thì mọi người trong giáo xứ phải đoàn kết với nhau, phải yêu thương, phải hiệp nhất với nhau thì mới có thể làm được những công trình tốt đẹp cho giáo xứ, cho giáo phận, cho giáo hội. Tôi tin là anh chị em đã sống tình yêu thương đó từ lâu rồi. Nhưng hôm nay chúng ta được nhắc nhớ
được khuyến khích, được thúc giục để sống mạnh mẽ hơn nữa trong ngày lễ bổn mạng giáo xứ của mình. Và nhất là ta đã bước vào năm thánh 2010. Hôm nay đến đây dâng lễ với anh chị em, tôi mặc áo lễ mới, tôi đội mũ mới. Không phải là để khoe với lại Phú Thọ Hòa đâu. Cái bộ áo lễ này và cái mũ tôi đội đó là bộ lễ phục của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tất cả chúng tôi cùng mặc bộ lễ phục này trong ngày khai mạc năm thánh tại Sở Kiện ở Hà Nội cách đây 2 ngày. Và chúng tôi sẽ mặc bộ lễ phục này trong suốt năm thánh để làm gì? Để tự nhắc nhớ mình rằng tôi đang sống trong năm thánh đặc biệt của Giáo hội Việt Nam. Và bởi vì là mục tử cho nên mặc cũng còn là để nhắc nhớ tất cả anh chị em giáo dân là chúng ta đang sống trong năm thánh đặc biệt của Giáo hội Việt Nam. Và một trong những điểm nhấn quan trọng của năm thánh 2010 đó là sự hiệp thông, sự hiệp nhất là tình yêu thương, sống lời Chúa dạy. Người ta cứ giấu này mà nhận ra chúng con là môn đệ của Thầy, đó là chúng con yêu thương nhau. Cho nên cái tình yêu thương hiệp nhất chúng ta đã sống, thì hôm nay mình được thúc giục, khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp nhưng mà sang câu 13. Mạc khải danh Thiên Chúa. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa: bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê: ta là đấng hiện hữu. Người phán: ngươi nói với con cái Israel thế này: đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê: ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Thế khi các anh chị đọc lịch sử Việt Nam mình ấy, thấy là ngày xưa người ta có dám gọi tên nhà vua không? Sĩ tử mà đi thi đó mà lỡ viết tên nhà vua ra đó là tội gì? Phạm húy. Phạm húy. Mà ngay cả chúng ta nữa đây này, bây giờ ai vác tên bố tên mẹ mình ra mà chửi, mình có chịu không? Tên là quan trọng lắm. Văn hóa Việt Nam rất gần với văn hóa Thánh Kinh. Tên không chỉ là một tên gọi ở bên ngoài để chỉ một sự vật, mà tên còn là chính con người. Cho nên khi Mô-xê hỏi danh Thiên Chúa là ông muốn bước vào mối quan hệ thân tình với Chúa. Và Chúa trả lời thì mầu nhiệm vô cùng. Tiếc là ở đây không có cái bảng mà không biết là viết rồi có nhìn thấy không. Nhưng mà có 4 chữ thôi. Tôi đọc theo kiểu Việt Nam. Y này. H. W. V kép á. Rồi H. Yahweh. Phải không? Rồi mình dựa theo cái âm đó mình dịch là Yahweh. Chúa trả lời, Chúa mặc khải danh Chúa nhưng mà rất mầu nhiệm. Và vì thế có nhiều cách dịch khác nhau.
Ở trong bảng các anh chị vừa đọc thì dịch ta là đấng hiện hữu. Có bảng khác dịch ta là đấng hằng hữu. Có bảng khác dịch ta là đấng tự hữu. Ngày xưa tôi học Thánh Kinh, ông cha giáo ông ấy đề nghị dịch ta là đấng ta là. Je suis celui qui suis. Ta là đấng ta là. I am who I am. Ta là đấng ta là thì ta là ai? Rất rất là mầu nhiệm. Thực sự trong mỗi một cách dịch á, nó đã hàm chứa một cách hiểu về thần học. Chẳng hạn khi dịch ta là đấng tự hữu thì tự hữu là một khái niệm triết học về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tự mình mà có, AC tự mình mà có. Các bạn có tự mình mà có không? Tôi có tự mình mà có. Có cái gì ở trong cuộc đời này mà nó tự mình mà có? Không có. Chúng ta hiện hữu là bởi một người khác, bởi một nguyên nhân khác. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng tự hữu, tự mình mà có. Cho nên dịch ta là đấng tự hữu thì hàm chứa trong đó một khái niệm triết học, thần học. Dịch rằng ta là đấng hằng hữu nghĩa là làm sao? Vô thủy, vô chung. Cũng hàm chứa một khái niệm triết học. Các anh chị và tôi có vô thủy, vô chung không? Trời ơi, được 80 năm là phúc rồi. Có nghĩa là cách đây 80 năm thì mình chưa có, mà 50 năm nữa thì mình không còn. Chứ làm sao mà vô thủy, vô chung? Chỉ có Thiên Chúa là đấng vô thủy, vô chung, là đấng hằng hữu. Cũng là một khái niệm triết học. Còn ở đây ấy, thì dịch ta là đấng hiện hữu. Đấng hiện hữu là đấng đang ở với anh em. Mà ngay cả cách dịch này cũng hàm một khái niệm triết học. Triết học hiện sinh nhấn mạnh đến cái sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của dân Do Thái. Thế thì ý nghĩa mà các nhà chú giải Thánh Kinh nhấn mạnh ở nơi này đó, đó là muốn nhấn mạnh rằng Chúa là đấng dấn thân và tham gia một cách tích cực vào trong lịch sử cứu độ. Chúa đồng hành với dân Chúa, Chúa hiện diện với dân Chúa. Nó giống như câu mà Chúa thường hứa khi Ngài kêu gọi một ai đó, Ngài giao một sứ mạng và Ngài chỉ hứa là ta ở với người. Nó vậy thôi, ta ở với người thôi à. Cho nên ngày hôm nay các anh chị đi lễ và linh mục nói Chúa ở cùng anh chị em. Câu đó là hay lắm đấy. Nhưng mà tại vì ngày nào mình nghe riết thì mình thấy chán. Chứ còn cái câu đó là thâm thúy lắm đó. Chúa ở cùng anh chị em. Bây giờ một người nam, người nữ yêu thương nhau mà quyết định kết hôn với nhau thì thử hỏi có cái lời hứa nào đẹp hơn cái lời hứa đó? Anh ở với em. Có cái lời hứa nào nó đẹp hơn? Đâu có phải hứa là có tiền. Lúc không có tiền thì làm sao? Đâu có phải hứa là lúc đẹp, lúc xấu thì làm sao? Lúc khỏe thì, lúc bệnh thì sao? Đấy. Cho nên nghĩ lại đi coi. Đó là cái lời hứa tuyệt vời nhất ngay về mặt nhân loại. Và Chúa hứa với chúng ta như vậy đó. Ta ở với ngươi. Danh Thiên Chúa mang ý nghĩa đó.